huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nghề hấp cá cơm mực là nghề truyền thống của người dân làng chài ven biển xã Đại Lãnh. Còn cái mòm đây á, là nó nhả từ cái mà một phân, nó nhả như cái cọng tăm thôi, rồi bắt đầu nó lớn, khi nó lớn thành hai phân, lại đá lên cái độ lớn của nó là hai phân là hết cỡ. Đó, rồi là nó phóng sóng vùng ven biển thôi, ven bờ, chứ không có xe bờ được. Từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch là thời gian nghề hấp cá cơm mồm vào mùa. Từ 3 đến 4 giờ sáng, các lò hấp cá cơm mồm đã bắt đầu đỏ lửa. Hàng chục thùng cá cơm liên tục được chuyển về lò hấp để bắt đầu các công đoạn chế biến. Cá sau khi được đưa về, rửa qua nước ngọt nhiều lần để loại bỏ các tạp chất, phân loại lớn nhỏ. Công đoạn này khá quan trọng. Cá phải được rửa thật nhanh, nhưng phải nhẹ tay, nếu không cá sẽ bị nát, mất đầu, không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Tiếp đó, cá được vớt ra, rải lên vỉ đan bằng lưới trũ và nhúng vào lò hấp. Đây là công đoạn nặng nhọc nhất, thường được thực hiện bởi những người đàn ông. Bởi mỗi đĩa như vậy, sẽ có khoảng 30 vỉ được nhúng vào lò hấp từ 15 đến 20 phút với nhiệt độ gần 1.000 độ C. Nếu buổi sáng là thời gian chính dành cho công đoạn hấp cá, thì buổi trưa là thời điểm thích hợp để phơi cá. Cá được phơi đều trên giàn tre được dựng sẵn. Theo kinh nghiệm, những con cá cơm mồm chỉ thơm ngon khi được phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Nếu nhiệt độ dao động từ 38 đến 40 độ C, thì cá sẽ được phơi trong khoảng 4 giờ. Còn nếu nhiệt độ chỉ tầm 36-37 độ C, thì phải phơi liên tục trong 6 giờ và phải được đảo liên tục. Trong khi phơi phải canh chừng nó khỏi cháy gốc. Cháy gốc là con cá nó xấu đi, nó không cho khô quá, mình cũng không cho mà ướt quá. Cá sau khi phơi khô sẽ được những người trong làng lừa lại lần nữa, chủ yếu là loại bỏ cá bị vằn đuôi và cá tạp, sau đó được đưa vào kho bảo quản, chờ thương lái đến thu mua hoặc xuất khẩu. Trung bình 4 kg cá tươi mới cho ra được 1 kg cá khô. Mặc dù các giai đoạn hấp cá khá vất vả, nhưng với giá bán cho các thương lái hiện nay khoảng 100.000 đồng một ký, nghề hấp cá cơm mồm không chỉ giúp cho nhiều gia đình ở làng chài khấm khá hơn, mà còn tạo được công ăn việc làm cho hàng trăm phụ nữ nhàn rỗi tại địa phương. Tùy theo cái lượng có cá nhiều có ít, ngày 500, bè 100, có khi 600, bè 400 cũng có. Cá cơm mồm hấp có thể chế biến thành rất nhiều món như làm gỏi, nấu canh, kho. Đây là đặc sản không chỉ nổi tiếng trong nước, mà còn được xuất khẩu đi nước ngoài.